Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xây dựng cái bộ điều khiển tuyến tính cho cái hệ Born and Beam trục giữa. Thì cái đề bài nó là như thế này ha, có nghĩa là mình sẽ phải thiết kế bộ điều khiển tuyến tính như thế nào đó mà cái độ vọt lố của nó phải dưới 15%, thời gian xác lập của nó là dưới 4,7 giây và cái sai số xác lập của nó đó phải nhỏ hơn 1 cm ha. Mình sẽ tiến hành mình xây dựng. Thì ở đây đây là cái hệ Born and Beam trục giữa. À, theta theo thời gian là một cái góc lệch của thanh beam ha. Còn cái p p nhỏ là theo thời gian, có nghĩa là cái vị trí của cái hòn bi trên cái thanh beam. Chiều dương quy ước là từ trái sang phải. Còn cái chiều dương quy ước của góc theta là ngược chiều kim đồng hồ ha. Thì ở đây bài này họ đã phân tích để cho mình có cái hàm truyền của hệ Born and Beam trục giữa. Người ta đã phân tích để cho mình có được cái hệ phương trình của cái hệ Born and Beam trục giữa á. Cuối cùng bạn sẽ có cái hàm truyền tuyến được tiến tính hóa thành hàm truyền có dạng như sau. Vị trí hòn bi theo góc lệch theta được như thế này. Và đối với cái phòng thí nghiệm thì người ta cũng cho mình sẵn là cái hàm truyền của cái góc theta theo cái điện áp cấp cho động cơ là như thế này. Đây là cái hàm truyền tương ứng với cái phòng thí nghiệm của Đại học Sydney ha. Cái cơ cấu chấp hành của họ mình không biết sao cuối cùng họ ra được cái hàm truyền cái điện áp cấp cho động cơ liên quan tới góc theta như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thiết kế. Rồi. Mình sẽ thiết kế cái bộ điều khiển có cấu trúc như thế này, có nghĩa là cái B đặt là cái giá trị mà mình mong muốn cái hòn bi nó đạt được. À, ký hiệu là B đặt hoặc là BD ha. Mình sẽ có hai bộ điều khiển để điều khiển cái hệ thống này, một bộ điều khiển ở vòng trong, bộ điều khiển một có hàm truyền là J1S, J1 theo S đó, nhưng mà viết tắt là J1. Và một cái bộ điều khiển thứ hai có hàm truyền J2S nhưng mà viết tắt là J2. Cái controller 1 này nó sẽ điều khiển cái góc lệch thanh beam à, theta s cho vs nè. Còn cái C2 này á, nó sẽ điều khiển vòng ngoài, nó điều khiển cái hệ thống quả bóng theo cái góc lệch theta ha. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là tìm cái C2 C1. Cái này là theta s chia cho vs nè. Cái hàm truyền này. Còn cái nguyên cái khối này nè, nguyên cái khối bên trong cái đường gạch đứt màu hồng này á, là mình đặt nó là cái hàm truyền tên là J virtual, có nghĩa là J ảo nha, mình đặt tên gì thích đặt tên gì thì đặt. Viết tắt là J virtual đó. Mình đặt A1 là bằng cái giá trị như thế này để mà mình rút gọn, nhìn cho nó gọn lại để nó rối rắm quá ha. Mình đặt A1 là như thế này, A1 là constant. Thì lúc này á cái PS chia theta S nó sẽ là A1 chia S bình phương. À, cái theta S chia VS này đây nghĩa là cái khối này nè, thì mình sẽ đặt nó là K lớn theo S, viết tắt là K lớn ha. Thì phương trình đặc trưng của hệ thống của mình sẽ là 1 cộng cho virtual J virtual nhân cho A1 chia S bình phương. À, có nghĩa là J hở, nguyên cái J hở lớn đây nè, mình tính ra thì nó sẽ là J virtual, nghĩa là cái khối này đem nhân với cái khối này. Đây là phương trình đặc trưng của một cái hệ thống hồi tiếp âm đơn vị, thì cái phương trình đặc trưng của nó sẽ là 1 cộng J hở bằng 0, mà J hở thì nó là bằng như thế này nha. Mình chuyển vế thì mình sẽ được S bình phương cộng J virtual nhân A1 bằng 0. Thì mình sẽ cố tình mình chọn J1, J2 như thế nào đó. Đó. Mình chọn J1, J2 như thế nào đó để J virtual nó sẽ có cái dạng là A lớn nhân S cộng B lớn, trong đó A, B là nhân constant. Đó. Nếu mình chọn được như vậy á, thì cái phương trình đặc trưng của mình sẽ có dạng như thế này.
Nhưng đồng thời do đây là một cái hệ gì bậc hai, cho nên mình sẽ có phương trình đặc trưng cũng có là cái dạng này. Công thức của Bose thì là bằng E mũ trừ epsilon pi chia cho căn của một trừ epsilon bình ha. Cái công thức này thì bạn lấy ở đây nè. Đây là sách lý thuyết điều khiển tự động của trường đại học Bách Khoa ha. Đây, trang 163. Bose phần trăm là như thế này, còn tiêu chuẩn 2% T xác lập sẽ được tính như thế này. Thì dựa vào hai cái kết quả đó, các bạn sẽ ràng buộc điều kiện cho Bose độ vật lố nó phải nhỏ hơn 15%, tức là 0,15. Thì tương ứng bạn sẽ ra epsilon lớn hơn 0,5155. Thì mình chọn epsilon bằng 0,6. Công thức số 3. Tương ứng thì T xác lập sẽ nhỏ hơn 4,7 giây. Theo tiêu chuẩn 2% thì mình sẽ có cái omega n nó sẽ lớn hơn 1,42, thì mình chọn omega n bằng 1,5. Đây là công thức số 4. Mình thay 3 và 4, nghĩa là mình thay cái omega n và epsilon vào cái số 5. Thì mình sẽ được cái phương trình đặc trưng, nó phải có cái dạng này để đảm bảo cái chất lượng ngõ ra của hệ thống như vậy. Là độ vật lố là phải dưới 15% và cái thời gian xác lập là phải nhỏ hơn 4,7 giây. Thì cái phương trình đặc trưng phải có cái dạng này. Và mình đồng nhất 2 và 6, có nghĩa mình đồng nhất cái này nè. Và cái này. Thì mình sẽ tìm ra được AB nó phải bằng bao nhiêu. AB mình tính ra được nó bằng như thế này. Tại vì A mình là constant rồi. Xin lỗi, A1 mình là constant rồi, có rồi. Giá trị A1 bằng constant rồi nè. Là bằng như thế này. Mà những đây là những cái thông số hệ thống có rồi hết rồi. Thì mình có cái J2O á, nó bằng J2 nhân cho J1 nhân K chia 1 cộng J1 nhân K. Đó là tại vì đây là một hệ hồi tiếp âm đơn vị ha. Cho nên cái hàm truyền của nó sẽ là J hở chia 1 cộng J hở. Trong đó J hở của mình nó là bằng J1 nhân cho cái K theo S này ha. K theo S nè là bằng theta S chia cho VS. Thì J hở của mình trong trường hợp này sẽ là J1 nhân cho cái khối này. Mà cái hàm truyền của hệ hồi tiếp âm đơn vị là cái hệ này nó sẽ là 1, là J hở chia cho 1 cộng J hở. Thì cái J2O nó sẽ có hàm truyền là J2 nhân cho cái hàm truyền của hệ hồi tiếp âm đơn vị. Để cho đơn giản thì mình chọn J2 bằng 1. Đây là công thức số 8, mình chọn lựa như vậy. Thì về cái J2O của mình sẽ bằng như thế này. Mà J2O như các bạn đã biết nó bằng AS cộng B, trong đó AB là những hằng số rồi đúng không? Đã tính được rồi luôn. Thì lúc này mình nhân chia, mình chuyển vế, mình sẽ được J1 sẽ có giá trị như thế này. Cái chương trình MATLAB mình nhập vô CLC xóa bỏ màn hình, Cleon là xóa hết dữ liệu trước đó. Mình khai báo S và J1 và những cái hằng số. Mình tính toán ra A, tính toán ra B rồi. Ha. Cái K theo S đó thì mình cũng nhập vô luôn. Ha. Đó là theta S chia cho VS đó, là giá trị như thế này là cái đề bài người ta cho. Tại vì cái Đại học Sydney đó họ cung cấp cái phần cứng mà cái hàm truyền liên quan giữa cái góc lệch theta của thanh beam và cái điện áp cấp cho cái động cơ điều khiển thanh beam nó là như thế này nhé. Còn nếu mà hệ thống khác, phần cứng khác, người ta sẽ cho mình cái hàm truyền khác. Thì J1 mình sẽ bằng, mình tính vô AS cộng B chia cho K trừ A nhân K nhân S cộng cho BK, thế vô. Rồi mình tính toán ra xong, nó, dữ liệu nó sẽ rất là phức tạp, thì mình dùng lệnh simplify để làm cho nó gọn nhẹ lại. Thì bạn chạy cái này á, thì bạn sẽ ra kết quả J1 nó như thế này, kết quả J1 nó như thế này ha. Thì bạn sẽ tiến hành bạn xây dựng cái mô phỏng, bạn sẽ tiến hành bạn xây dựng cái mô ở đây là cái vị trí hòn bi theo cái góc lệch thanh beam ha. Còn nguyên cái khối này chính là AS cộng B nè. AS cộng B thì như các bạn đã biết thì mình có A là trừ 0,2566, B là trừ 0,3208.
thì đây a nhân s, nhân s tức là đạo hàm mình cái khối có hàm truyền as cộng b nó sẽ là cái khối được đại diện bởi cái đoạn này ha. A nhân s b rồi hai này cộng cho nhau là as cộng b ha. Cái step time mình chọn là không, initial value là không và sau 0 giây thì ngay tại thời gian t bằng 0 thì nó nhảy lên giá trị nấc là 0,2. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy mô phỏng. À nó chưa có hiểu giá trị. Nghĩa là ban đầu bạn phải nhập mấy cái thông số hệ thống. Đó. Ban đầu bạn phải nhập mấy cái thông số hệ thống. Số hệ rồi, lúc này chạy mới được nè. Rồi thì bạn thấy nè, cái đoạn mà độ vật lố là khoảng cỡ 0,22. Của mình sẽ là khoảng cỡ 0, giá trị này là cỡ khoảng 0,22 ha. Trừ cho giá trị xác lập. Bạn thấy là giá trị xác lập là nó bám sát giá trị 0,2 luôn, sai số xác lập bằng 0 nhé. Chia cho giá trị xác lập. Giá trị xác lập thì nó do nó bám sát giá trị đặt luôn, sai số xác lập bằng 0 cho nên giá trị xác lập của mình cũng là 0,2 luôn. Thì bạn thấy nó giọt lố là 10%, 0,1 tức là 10%, nhỏ hơn 15%. Thì độ vật lố là ok rồi. Về cái sai số xác lập thì cũng ok luôn, tại vì cái sai số xác lập bằng 0 mà nhìn trên hình nè. Còn cái thời gian xác lập thì bạn thấy ví dụ như cộng trừ 2% đúng không? Có nghĩa là khi nào mà nó lọt vô cái 0,2 trừ cho 2% của 0,2 tức 1,960, 0,1960 thì bạn mở ra bạn thấy nè. 0,196 chắc đâu đây đây nè. Như vậy là thời gian xác lập của nó khoảng cỡ 4,5 giây. Như vậy là cái hệ thống của mình là có thời gian xác lập nó ngắn rồi đó, thỏa mãn dưới 4,7 giây ha. Như vậy là cái bộ điều khiển BID liên tục của mình đã điều khiển thành công.